Xin chào tất cả anh em. Thì anh em biết giờ lúc này là vô mùa mưa rồi. Thì mùa mưa là cái mùa của con lươn á anh em. Anh em hiểu ý mình ha. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái ống túm lươn và làm mồi lươn, sau đó đi đặt lươn cho anh em coi nha. Xong rồi nha anh em, bây giờ chỉ đợi có mồi đặt thôi nha anh em. Anh em hóng kết quả với mình nha. Đó, ba cái đó. Trời ơi, dễ sình luôn. Không tốn nhiều tiền hết. Làm nhanh nữa. Và đây, thì anh em thấy mấy này anh em chắc anh em cũng hiểu ha. Đây là vỏ tép. Mấy con cá hủng hỉnh. Đó, với mấy con ốc. Đập ra nha, ốc thì mình đập, cá mình bầm. Vỏ tép thì mình để nguyên vô, mình dục vô luôn, mình nhồi vô luôn. Ok nha. Không có chảy, người ta làm gì ta làm không có chảy à. Ốc bự dữ nè.
Đó, đạp ra nha anh em. Con ốc Pháp mà nó bự thấy ghê vô. Thì ái trời nó bắt một khùng phét à. Thôi đó là sữa bây giờ làm gì có. Mần lúa. Một khùng phét. Giờ con ốc Pháp này ra kiếm mà không ra. Ốc Pháp chứ ốc nữa không có ốc Pháp. Một người là lấy cái xô ra cho bắt ăn xô luôn. Khác không mẫu 2-3 chai xô. Ốc Pháp giờ người ta bắt đàn hết trơn chứ không có. Đây anh em có ốc Pháp nè. Ốc Pháp tổ bố không? Cái bàn tay mình nè. Đó giờ ta bắt ta ăn hết trơn bà ơi. Rồi sách người ta bỏ xuống dưới rồi lấy cái đầu tên người ta ngửa. Sách nóc rồi vô vụn vô bà nó ngốc bu cho nó ăn luôn rồi. Chứ gì nữa. Hiếm chơi. Nó vụn tao không có vụn à. Hôm đó cái đậu ma, cái đậu mà cái trái bự bự mà ruộng đó. Ừ. Nó đậu trắng cái nó hái một đống luôn. Đâu ruộng nào có ông nội. Đó. Thì cái đậu ma, cái đậu mà trắng trắng trái bự bự đó. Dây. Đậu ma đâu trắng, đậu xanh, còn đậu nó đậu gì trắng, đậu gì. Thì cái hộp mà đậu mà bự cản á, cái trái toàn toàn á, dẹp dẹp á. Rồi bà cũng không biết luôn, bởi nói bà cũng như không rồi. Có cái đậu gì mà hôi hôi á. Nói bà cũng biết luôn. Đâu có đậu nào, đâu có đậu nào đậu ma đâu. Mày nói đậu gì cái đậu ma đâu mà đậu. Nó bò chung với mấy cây cỏ đó. Cái tá dẹp dẹp. Cái dẹp dẹp hình như cái đậu đậu nành vậy phải không? Ừ. Đó là đậu ma mà ăn đâu có được. Mà bà lột ra thì cái hộp nó bự bự trắng trắng đi như lột trắng gì đó. Ừ. Mà ăn đâu có được đâu. Đây xong rồi nha anh em. Đó bà meo một phao gì nè. Đây là chơi mồi cực kỳ chất lượng luôn á. Còn có hiệu quả hay không thì đó không biết nha. Nhưng mà mồi là mình bao luôn á anh em. Mồi là bao chất lượng luôn. Nó chiên giống như đây. Đó. Siêu whip gồ luôn. Mồi là một ống này nhóc luôn. Cái này là vô phải 80 con ăn mới hết mồi nha. Đó, mở hàng thấy chưa, thấy chưa, thấy mở hàng chưa. Nó cười tầm mở hàng luôn. Chết từ nãy phét lỗ đâu quên mất rồi nè. Đây cái lỗ này. Nó hơi bự rồi nè, nhét nó không vừa cái lỗ nè, bất tiện ghê. Nói chung là vậy cái mình bỏ vô mình nhét lại nha anh em, để hồi mình sửa này lại đây, không vừa. Lên đường nha anh em. Đó, thì giờ mình lên đường mình đặt thôi, còn đi đặt lén vườn ta nha. Chứ vườn mình cũng không có mương bự, không có mương tùm để đặt nữa, đi đặt lén nha.
Ok anh em, thì mình đã đặt xong ba cái rồi nha anh em. Nhưng mà có cái là cái thứ hai á, mình có đổi chỗ lại nha. Tại hồi nãy trên cái đường về á, thì mình có thấy được cái đầu dũng á, nó ngon quá. Cho nên là cái thứ hai mình thổi rồi mình đặt cái đầu dũng rồi. Để giờ ngủ thôi. Về. Không, giờ lại về. Cơm nước xong mình ngủ một đêm. Sáng mai mình sẽ đi thăm và mời anh em coi kết quả nha. Coi kết quả cái tấm lương tự làm với ba cái mồi tầm bậy bạ này có hiệu quả không nha anh em. Đi thăm anh em ơi, thì cái tình hình đó là tối nó mưa suốt đêm luôn, mưa nguyên đêm luôn, cho nên là không biết sáng ngày sao đây đó. Thì hy vọng là mưa mưa cái mát trời nó ra nó đi ăn nó vô hết nha. Đây cái đầu tiên nha nè, xin nó còn cái đít như vậy, nếu mà vô là đít nó hơi chìm rồi, nấu cái đít lên là xong rồi. Rồi không có con gì luôn anh em ơi, cái đầu tiên thôi rồi. Ấy, cái này có dính cái gì mà. Cái này nha. Này lên coi nè. Đó. Giờ cái này có tương lai anh em chút về đổ cho anh em coi nha, cái này có tương lai. Đây cho này cái ba nè. Cái này là mình dời ly nè anh em. Thì ở đây anh em mình đặt ba cái mà mình dỡ lên là hai cái nặng tập rồi mà nó kêu sọc sọc nữa, còn một cái thì nó không có gì hết nha, nó nhiều rồi. Thì hy vọng là hai cái này nó sẽ khó nha anh em. Giờ mừng quá, về đổ ra cho anh em coi nha. Trên cái tinh thần là mình nghĩ là có dính nha anh em. Thì lúc mình đó thấy chưa, thấy chưa được con con. Đây nè, được con con. Mình đổ nó sọc sọc chứ mà. Được con con nha. Ủa sao con luôn đang xì vậy ta? Hả? Nó đang xì anh em. Thấy ta cầm. Đây cầm luôn nè. Mừng quá đây ơi, dưới như vậy rồi cũng được con con. Mà con luôn này nó đang xì nó nóng vàng nha. Nè. Hư này cho cá ăn luôn. Đó. Sao con luôn người ta đặt cái vàng khè mình dính con luôn vàng đang xì vậy. Con này chắc yếu lắm rồi nè, dính đầu khuya tới giờ nè, lên xỉu luôn rồi nè, không biết dính luôn rồi. Làm chơi ăn thiệt anh em. Thấy cái này cũng không, cái ngồi cũng không cầu kỳ gì ha. Cái này nặng dữ lắm, nặng, cái này nặng lắm. Để cái đó từ từ đi, mình dở cái này chốt nha. Này không dính, cái này là đặt đầu tiên nè, cái này ngay chỗ đầu mương á nè. Trời ơi mồi nè. Còn nguyên một đống mồi luôn mà nó không vô. Cái này không biết dính nhiều không mà nó nặng dữ lắm nặng. Trời ơi. Ôi trời. Trời ơi. Ờ, hai con chích queo luôn, sao con nào đang xì vô cái này, vô hai con luôn anh em. Nè. Ba con nè. Trời ơi. Trời hai con nó bự nè anh em. Thì nó chết luôn. Cái ống nhỏ quá, cái ống nhỏ quá, nó vô quá, anh em, cái nó bị ngợp á. Thiệt là nữa chứ. Mà con cá là tại sao mấy con luôn nó đang xì cái đó nè. Thấy người ta đặt con luôn có vàng khè đã lắm. Ừ, con này sao đỏ tươi thì vậy. Nó còn ăn cứ ngắt con bụng nè. Còn cục nè.
người ta đặt con lươn á là nó vàng thè, con lươn của mình sao đặt thấy nó đen hồ lùi à, mà được cái nói chung là nó cũng bự nha anh em. Sao con này tày dữ vậy ta, nó lộn cái gì tày mỉnh từng à. Rồi, ba con yếu rồi, con này nó yếu rồi nè, con này là nếu mà mình không tể xíu là chắc có thể chết luôn á. Ôi ba con nha, cũng được. Ok ha, giờ vô dẹp đồ bằng lương nấu canh chua. Rồi ba con đã, con này chắc cũng được cả trăm gram con á anh em. Trời ơi chị sảnh đâu sảnh, bà mới chết sảnh gì bà, bậy không thưa cái gì mà sảnh, ba con chắc nửa ký à, nặng lắm bà biết không, không biết không bơm đi đã. Con này sao 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 nó có bông bông ngộ ta, lươn bông bà biết không, mở là bà lươn bông biết. Coi con lươn bông này với con lươn vàng con nào ngon, lươn vàng ngon, vàng lắm nó có bông chứ, vàng nó mới có bông chứ, bông chứ cái bụng á. Dạ. Đó, rồi ý chung là cũng được ba con nha. Ba cái được ba con mà có một cái không dính, một cái hai con, một cái một con. Ok nha.